Chiều ngày 30 tháng 1, thị trấn Lang Chánh tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động, cơ quan, ủy ban nhân dân thị trấn năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn, các ngành đoàn thể, cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Ủy ban nhân dân thị trấn. Trong năm 2023, với tinh thần chủ động, khẩn trương và tích cực, bám sát sự chỉ đạo của huyện và Đảng ủy thị trấn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn đã tập trung chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Ủy ban nhân dân thị trấn đã chỉ đạo các ngành, công chức chuyên môn cụ thể hóa nội dung chủ đề công tác, tiếp tục ra soát bổ sung, hoàn chỉnh nội dung quy chế, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính với mục tiêu nắm rõ, nắm dễ trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của địa phương. Ủy ban nhân dân thị trấn đã xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các quy chế nội bộ, nội quy cơ quan và quy chế hoạt động của Ủy ban nhân dân trên nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai để cán bộ, công chức, người lao động nắm rõ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan, kinh phí, hoạt động, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, người lao động, khen thưởng. Quy định rõ nhiệm vụ trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức thị trấn, những việc cán bộ, công chức không được làm và thực hiện việc luân chuyển cán bộ theo kế hoạch của huyện ủy, ủy ban dân huyện. Công tác quản lý thu chi tài chính ngân sách đảm bảo đúng luật ngân sách, đúng nguyên tắc. Việc trả lương phụ cấp cho cán bộ, công chức, lao động đều thông qua tài khoản. Ngoài ra, Ủy ban dân thị trấn Lang Chánh còn thường xuyên quán triệt tới cán bộ, công chức, người lao động thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quá trình sử dụng trang thiết bị của cơ quan, đảm bảo thời gian làm việc đúng giờ, giảm bớt thời gian hội họp. Trong năm 2023, Ban chấp hành công đoàn thị trấn đã tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động thi tìm hiểu pháp luật do công đoàn cấp trên phát động, tổ chức gặp mặt tặng quà động viên, tạo sân chơi bổ ích cho các con của đoàn viên công đoàn cơ quan nhân dịp Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và tổ chức đi thăm học tập kinh nghiệm tại các đơn vị bạn. Năm 2024, Ủy ban nhân dân thị trấn cùng các ngành đoàn thể và công đoàn thị trấn tiếp tục chủ động bám sát kế hoạch, nhiệm vụ công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa xã hội. Tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có môi trường làm việc tốt nhất. Đối với công đoàn cơ quan, kịp thời nắm bắt tư tưởng, đời sống của đoàn viên công đoàn để tham mưu, đề xuất giải pháp, đảm bảo các quyền lợi, thực hiện tốt các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, thực hiện tốt các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, triển khai và vận động đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn cấp trên và cơ quan phát động, xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Hội nghị đã thông qua nội dung dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Ủy ban nhân dân thị trấn, quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn và phát động phong trào thi đua trong công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân thị trấn năm 2024. Tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa Ủy ban nhân dân với công đoàn thị trấn. Hội nghị cũng đã trao tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho 16 cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2023.